kết nối, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong nuôi trồng thủy sản, đưa những mô hình hay thực tế đến với bà con để cùng nhau tiến bộ và làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay nhé. Trong nuôi tôm siêu thâm canh anh, thì cái nguồn nước đầu vào đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lý do tại sao? Là nước đầu vào nếu anh đảm bảo đạt yêu cầu, thì chất lượng nước khi cung cấp vào ao á, tôm anh á, nó sẽ không có bị sự cố về môi trường nước mới. Cái thứ hai là nó sẽ giảm được cái dịch bệnh, giảm được cái dịch bệnh đi vào ao tôm. Cái thứ ba là nó làm cho người nuôi á, chủ động hơn cái nguồn nước. Thì trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh thì thay nước là hàng ngày, mỗi ngày đều thay nước. Do đó chúng ta phải tính toán cái lượng nước và chất lượng nước xử lý làm sao chúng ta chủ động có lượng nước châm liên tục hàng ngày để tránh cái trường hợp bị thụ động. Do đó thì để được thành công thì tụi em quan tâm tới cái khâu xử lý đầu vào rất là tốt. Và việc bố trí các cái ao sẵn sàng nó phải hợp lý. Và thứ hai là nó phải đủ cái thể tích nước để cung cấp vào nuôi. Và cái thứ ba là khâu vệ sinh. Vệ sinh như anh thấy đó thì phải được vệ sinh liên tục mỗi đợt, được làm mới, làm sạch liên tục. Như vậy thì cái chất lượng nước nó mới ổn định. Còn việc mà nếu chúng ta không được vệ sinh mỗi lần như gì thì nó tồn động những cái cặn bã, nó dễ sinh ra khí độc, nó sinh ra tạo các cái tảo tạp. Thì khi anh xử lý nó không triệt để, thì khi nước đó bơm vào ao thì nó sẽ mang theo rất nhiều cái hệ lụy để làm ảnh hưởng tới ao nuôi chúng ta. Thì bây giờ nó có nhiều quy trình khác nhau, nó có nhiều cách xử lý khác nhau anh. Nhưng mà riêng của tụi em thì có một cách xử lý rất là cơ bản. Nước đầu vào thì trước tiên phải xử lý cờ lo nồng độ từ 20 đến 30 kg trên 1.000 mét khối. Là cái đó là phải có. Là tìm thêm là khoảng 1 kg sinh phát đồng trên 1.000 mét khối để cho nó diệt các cái tảo tạp và cái ấu trùng hay bánh giỏ. Còn cờ lo thì nó diệt khuẩn. Thì sau khi mình xử lý cái đó, mình dùng cái hỗn hợp đó mình đảo đều nước khoảng 24 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta đánh thêm một cái lượng vôi khoảng 100 kg vôi canxi cho 1.000 mét khối nữa. Rồi chạy quạt thêm 12 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta tắt quạt, giống như vậy đó, giống như đang tắt quạt. Thì cái nước này nó sẽ được lắng thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Thì tổng cộng chung quy một cái quy trình nước xử lý để chăm cho ao tôm thì nó khoảng 3 tới 4 ngày. Là nước đó đảm bảo đạt yêu cầu để sử dụng cho khâu chăm tôm, chăm nước vô ao nuôi. Còn nếu chúng ta xử lý nước ban đầu để thả tôm á thì lưu lượng cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta để 7 ngày để cho nó lắng thật sạch, thật trong, thì khi nó bơm vào ao nuôi nó mới đảm bảo yêu cầu. Thì trong nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay đó thì do cái điều kiện môi trường nó cũng đã xuống cấp rồi, nên dịch bệnh em hay sử dụng cái từ là thường trực trong ao chúng ta luôn, thường trực luôn. Do đó hiện nay người nuôi lúc nào cũng phải sống chung với dịch bệnh. Thì hai bệnh mà hiện nay nó phổ biến trong nghề nuôi tôm đó là bệnh gan tỵ và bệnh đường ruột, là hai bệnh thường trực trong ao xuất hiện từ khi thả tôm cho đến khi thu tôm. Trị bệnh và phòng bệnh là hai cái đó là người nuôi tôm lúc nào cũng phải canh cánh, phải biết để xử lý. Có nghĩa là trong nuôi tôm hiện nay nếu chúng ta để tới giải pháp trị bệnh thì chúng ta đã trễ một bước rồi. Do đó bà con phải thường xuyên quản lý chất lượng nước và kiểm tra cái dịch bệnh trên tôm thường xuyên, một tuần là một cái hai lần, để chúng ta xác định được cái mật độ khuẩn gây hại trong tôm và trong nước nó bao nhiêu, để mình biết được và mình xử lý đón đầu. Khi anh xử lý đón đầu thì nó sẽ giảm được cái hệ lụy phía sau. Cái đó là cái quan trọng hiện nay mà nó liên quan tới vấn đề khoa học kỹ thuật. Bà con phải cải tiến, có nghĩa là mỗi tuần phải đem đi tôm đi xét nghiệm. Xét nghiệm ở tại các cái cơ sở bán thức ăn đó đã có. Đã xác định bệnh gây hại trên tôm, gọi là dẫn đến có tỷ lệ tử vong, gớt, có chết. Thì lúc đó không phải gọi là phòng bệnh nữa mà gọi là trị bệnh. Trị bệnh thì thông thường trong nuôi tôm này nó sẽ mang lại hiệu quả thấp hơn và cái hệ lụy để lại nó nhiều hơn. Do đó điều trị là phải dùng thuốc xử lý trực tiếp vào nước nè, cho ăn nè, và phải đúng cách,
đúng liều lượng, đúng thời gian nữa thì chúng ta mới cứu được đàn tôm đó. Nhưng tỷ lệ hao hụt và hư, có nghĩa là tôm bị ốp thân đó, thường thường nếu chúng ta phát hiện càng trễ thì tỷ lệ đó càng cao. Thông thường một cái nhận định sai thôi, kéo theo vài ngày thôi, có thể dẫn đến hư vài chục phần trăm trong bầy tôm chúng ta là bình thường. Do đó thì câu hỏi của anh thì chỉ hai nội dung. Một là bà con nên xác định, biết được cái mật độ khuẩn trong nước và trong tôm, xác định sớm để biết cách phòng trị. Còn khi đã bị nhiễm nặng rồi, tới trường hợp bị nhiễm, bị có rớt trong ao, có tỷ lệ chết rồi đó, thì chúng ta điều trị thì vẫn cứu được tôm, nhưng điều trị đúng cách, đúng thuốc và đúng cái liều lượng thì chúng ta cứu được tôm, nhưng tỷ lệ hao hụt phải có số phần trăm nhất định. Nếu chúng ta nhận định được sai vấn đề, bộc trễ vấn đề thì cái hệ lụy để lại là rất lớn.